Yeah. Các bạn biết ngày hôm nay chúng mình sẽ làm gì rồi đúng không ạ? Các bạn biết là tối nay là có gì xảy ra rồi đúng không ạ? Yeah, đọc cái tiêu đề là cũng biết rồi. Và mình đang ngồi ở nhà. Bây giờ là 4 giờ 23 phút và mình đang ngồi chờ đếm ngược tới giờ bán vé của live show của Dan. Đây là live show đầu tiên của Dan Vô. Yeah, biết bao nhiêu người muốn đi xem. Và mình đang chờ đếm ngược, bây giờ còn 3 giờ 36 phút sẽ đến giờ mở bán vé. Các bạn thấy đây không? Biết bao người sẽ săn cái vé này. Biết bao nhiêu người sẽ săn cái vé đó. Mình sẽ đua cùng với tất cả mọi người để có một chỗ ngồi thật là đẹp ở trong cái show đầu tiên của Denver. Show riêng đầu tiên của Denver. Yeah, hẹn gặp các bạn ở show đó. Kiểu Denver là người truyền cảm hứng cho mình trong việc chơi rap. Lúc trước khi mà mình nghe bài Tao và Nàng, kể từ đó là mình thích nghe nhạc rap luôn. Và mình học theo rap những bài của Denver. Và tới bây giờ thì mình biết được khá là nhiều bài hát của Denver và rất là thích. Kiểu Tao và Nàng này, Mình cứ đi cùng nhau này, Ta cứ đi cùng nhau này, hè hè, Rồi Ngày lang thang, kiểu kiểu thế. Kiểu nghe nhạc Denver mình thích nhất mấy bài kiểu cảm giác nó đem lại hứng khởi, đem lại động lực và kiểu đưa nhau đi trốn thoát khỏi nơi này, kiểu kiểu thế. Kiểu mình thấy bây giờ fan của Denver ở Việt Nam khá là nhiều. Ở Việt Nam có, ở nước ngoài nữa không nhỉ? À, chắc chắc nước ngoài cũng có nhưng mà ở Việt Nam nhiều hơn chắc luôn. Đếm ngược lại còn 1 phút 40 giây. Và bây giờ phải sẵn sàng điện thoại. Phải đăng nhập vào Momo. Không cho PS bắt buộc đâu. Ok, bây giờ đăng nhập vào Momo. Sẽ ấn mã thanh toán. Nhầm rồi. Mã thanh toán không được, phải bấm nút quét mã để mà bây giờ nó lúc nó ra cái mã mình sẽ quét cái mã đó. 1 phút đếm ngược, rất hồi hộp. Để bên này là ticket box sâu của đen, sâu của đen gì yeah. Bố hút nhiều thuốc nặng không có lệ nhòa. Vé thì chưa mở bán nhưng mà anh vẫn gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chỉ vỏ vẻ làm ảnh giấy, đừng lờ đêm nên con đi chơi xa. Yo, bây giờ còn 30 giây ha. Mà còn 29 giây thôi. Còn 27 giây nè. 24 giây, 23, 22, 19. Bây giờ mình sẽ đếm ngược với các bạn 18, 16, 14, 13, 12, 11. Sắp sửa cháy vé rồi các bạn ơi. Nhanh chóng lên, nhanh chóng lên. Điện thoại nào, ready nào. Điện thoại ơi, ready. Ok. Ok, mở bán rồi. Reset, reset, reset. Nhanh. Đổi. Sao chưa mở bán nữa? Mua vé ngay. Lag rồi. Chết chết con mẹ, chết rồi. Bán vé đâu, mua vé ngay nào, đặt vé. Chết rồi, lag rồi, xong rồi, chết rồi. À, mua vé được rồi này, bay bên này sập luôn rồi, chết rồi, lag luôn rồi, chết rồi, sập rồi. Thôi xong rồi. Lạc quá. Nhiều người mua vé quá. Không vào được luôn rồi. Xui quá. Bây giờ không mua được vé thì làm sao?
Sao bây giờ? Oh shit. Không mua được vé luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử lên trên này để thử dùng điện thoại để mua vé. Đen quá các bạn. Đúng là mua vé của đen, đúng thực sự đen luôn. Bây giờ mình đang phải mua vé bằng điện thoại. Quầy Pay bị đánh sập rồi các bạn ơi. Không biết mình phải làm sao bây giờ. Nó vẫn đang load các bạn ạ. Ui, quả săn vé này kinh khủng quá. Quả săn vé này kinh khủng quá. Vẫn chưa vào được luôn, cả hai máy. Shit man. Ôi, ra rồi. Vui lòng đặt vé. Vé đâu? À, đây. Ok, first mode. Và hook A. Ok. Tiếp tục. Ok, load được đi, làm ơn, please. Please. Quả này căng thẳng quá. Lắc kinh khủng khiếp. Gồng. Các bạn thấy bé wifi không? Bé wifi đang gồng. Ok, bây giờ sẽ nhập tên. Ok, đăng ký thông tin xong rồi. Bây giờ nó đang lướt. R. Quả này gồng khó khăn quá. Quay đi. Quay đi em ơi. Em ơi quay đi em ơi. Ok, quay được rồi. Bây giờ chỉ cần quét mã để thanh toán nữa là được. Ok, quét được rồi. Xác nhận luôn. Ok, đã mua xong. Đơn hàng của bạn đã thanh toán thành công. Yes. Xong phim rồi. Hẹn gặp các bạn ở show của Denver. Yeah. Các bạn thấy mặt chú đen không? Mặt chú bảo là chú mày được ấy. Một like cho chú. Hẹn gặp chú ở đêm mùng 9 tháng 11 năm 2019. Goodbye. Và chúc mọi người ngủ ngon. Morning các ông. Sáng nay dậy vui và là giống như vừa thức dậy từ một giấc mơ vậy. Tôi đã mua được hai vé của Denver. Và các bạn biết không, bây giờ vé verse 1 nó đội lên, tôi thấy có người bán lên giá một cặp là 3 triệu rưỡi. Kinh khủng. Sáng nay lên thấy trên mấy cái pay rồi group của Denvo đông vui lắm. Mình giữ hai vé, bạn nào có nhu cầu inbox nha. À, inbox để chia buồn với các bạn thôi chứ mình không có ý nhượng lại. Thì thấy khét không? Ôi, mấy ông mua vé xong bị lừa đầy luôn. Quá là kinh khủng khiếp luôn. Hẹn các bạn vào ngày mùng 9 tháng 11. Quẩy hết mình 20 hơn 20 bài của Denvo. Được của nó, được của nó.